Thưa quý vị, bắt đầu từ hôm nay 14 tháng 12, Đại hội Toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra tại Hà Nội. Sáng nay, trước phiên khai mạc đại hội, các đại biểu dự đại hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo công dân bác và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại tượng đài Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Ghi nhớ và khắc sâu những tình cảm, niềm tin và sự kỳ vọng của Bác với tuổi trẻ Việt Nam, tổ chức đoàn và thanh thiếu nhi cả nước luôn ý thức trách nhiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên gắn với thực hiện nhiệm vụ, công việc hàng ngày. Các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa được tổ chức đoàn quan tâm chú trọng và đổi mới về nội dung, phương thức. Trong nhiệm kỳ vừa qua, tuổi trẻ cả nước đã và đang ra sức thi đua học tập, rèn luyện, tiếp thu tri thức, nghiên cứu khoa học để sẵn sàng hành trang lập thân lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế, sáng tạo trong lao động sản xuất kinh doanh, nắm bắt và làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, rèn luyện tác phong công nghiệp, tiên phong trong khởi nghiệp, quyết tâm thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, vì bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Với khẩu hiệu hành động, khát vọng, đoàn kết, bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo, đại hội sẽ có 5 phiên làm việc với 3 nhiệm vụ quan trọng. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2017-2022. Xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Bổ sung sửa đổi điều lệ đoàn và thông qua điều lệ đoàn sửa đổi bổ sung. Ngay sau lễ viếng lăng, Đại hội đoàn bắt đầu phiên làm việc đầu tiên